trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về giờ bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bên nghe, chợ thêm đông chợ vui bên thành. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi đẹp biết bao, biết mấy tự hào. Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào, cờ sao đang tung bay cao. Qua hết rồi những năm thương đau, xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói liêu xanh đến muôn đời. Thành phố năm nay mùa xuân về giờ bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bên nghe, chợ thêm đông chợ vui bên thay. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi hạnh phúc biết bao, bao năm vẫn đợi chờ mà niềm vui như đến bất ngờ. Ngày đi như trong đêm mơ, tuổi lớn rồi mà như ngày thơ. Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa, hay ta đi giữa rừng cờ. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân Wow, phải nói là lúc nãy á, có nghe nói trước về tiết mục này rồi, cũng háo hức chờ đợi xem mới như thế nào, lạ như thế nào. Phi đứng trong cánh gà cũng cảm thấy rộn ràng và nhún nhảy theo cái nhịp điệu của bài hát luôn. Phải nói là đây là một cái điều rất là mới mẻ, làm cho âm nhạc quen thuộc của chúng ta trở nên mới hơn, cuốn hút hơn và lôi cuốn khán giả nhiều hơn, đúng không Phương Nguyên? Thấy cái sự phấn khích của anh Phi là biết anh Phi thích ca khúc này với cái màu sắc mới như thế nào. Và Phương Nguyên tin chắc là các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, các bạn cũng cảm thấy được cái sự mới mẻ này, nó dường như là một làn gió lạ và cuốn hút để chúng ta cùng nhau một lần nữa thấy được cái sự khác biệt của ca khúc Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Và cái điều đặc biệt đó là ca khúc Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh thì đã quá quen thuộc rồi. Mỗi chương trình nào mà ca ngợi mùa xuân và Tết đến xuân về thì đều có ca khúc này ở vị trí đinh, với sự thể hiện của đông đảo các anh chị em nghệ sĩ. Ngày hôm nay thì trên sân khấu lại được khoác lên một cái màu sắc trẻ trung và hiện đại đến từ giọng ca của nam ca sĩ Đức Tuấn. Không biết là chị Mỹ Hạnh cảm nhận như thế nào về cái màu sắc mới này của ca khúc Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh ạ? Đấy chính là cái điều rất là đặc biệt của âm nhạc.
Theo tôi nghĩ thì âm nhạc nó có thể thay đổi muôn hình vạn trạng, và nó làm cho một cái tác phẩm nó có thể từ sắc thái này chuyển sang sắc thái khác với một cái cách phối như thế nào đấy, thì người ta có thể tôn lên những cái giai điệu hoặc là tôn lên những cái tiết tấu, những cái mà cần phải đặt ở những cái màu sắc nó mới lạ. Thì theo tôi á, cái cách phối nào nó cũng có những cái ưu điểm của nó. Ví dụ như là lúc trước bài hát được phối với lại một cái không khí sôi động hơn, với lại nhiều người tham gia, nhóm bè nhiều hơn, dàn hợp xướng hoành tráng hơn, thì nó sẽ tạo nên một cái âm hưởng rất là âm vang đầy đặn, dày dặn, hòa quyện, nó rất là hoành tráng. Còn với cái cách phối như là Phương Nguyên vừa nói thì tôi thấy là nó lại tạo một cái màu sắc mới, nó rất là sinh động, nó nhẹ nhàng nhưng mà nó cho mình cái cảm giác của sức trẻ. Đấy, thì ở đây á, vấn đề ngoài cái chuyện mà phối một cái tác phẩm sao cho hay, sao cho đẹp, dạ tôi muốn nhấn mạnh về cái giá trị tự thân của tác phẩm. Thì cái giá trị này bản thân trong cái tác phẩm Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh là nó đã có trước đấy, nó đã có sẵn như vậy rồi. Thứ nhất là nó nói đến cái tình cảm mà ai cũng có, đấy là cái tình yêu đối với quê hương. Cái thứ hai là bản thân trong tác phẩm cái lời ca nó nhấn rất là mạnh vào cái niềm tự hào của cái người dân thành phố. Tôi lấy ví dụ cái ca từ nó như này: Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói, lưu danh đến muôn đời. Đấy, thì khi nghe những cái ca từ như vậy, tôi cảm thấy một cái niềm kiêu hãnh, một cái lịch sử rất là hào hùng, những trang sử rất là vẻ vang. Và cái đó làm cho mỗi con người khi mà chúng ta nghe cái điều đó, chúng ta cảm thấy tự tin hơn, có trách nhiệm hơn đối với thế hệ trẻ, đối với tương lai của đất nước. Thì đấy là nói về một cái giá trị. Một cái giá trị nữa là về âm nhạc, thì phải nói là cái giai điệu của bài hát rất là sôi nổi, rất là cuốn hút. Bản thân nó đã có cái nhịp điệu rất là vui tươi, thì cộng thêm với cái phần phối khí như Phương Nguyên nói, nó có thể thay đổi được những cái sắc thái, hoặc là ít hoặc là nhiều người tham gia, nhưng mà nó vẫn tôn lên cái nét đẹp của tác phẩm.